Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Xuân Duy Channel. Thưa quý vị và các bạn, nếu như một chiếc Honda Winner bị bán ế thì nó nên dùng được để làm gì? Câu hỏi này thì chắc hẳn là rất nhiều bạn băn khoăn. Và thôi, chắc là không phải đợi đến các bạn trả lời mà chúng tôi xin trả lời luôn. Honda đã quyết định tặng 100 chiếc Honda Winner 150 cho công an tỉnh Bình Dương để bắt cướp. Do Winner 150 được đánh giá là khá phù hợp với lực lượng công an nên Honda đã trao tặng 100 chiếc xe cho cán bộ công an Bình Dương nhằm hỗ trợ hoạt động công tác bảo vệ an ninh và trật tự xã hội trên địa bàn. Honda Winner 150 là cái mẫu xe khá phù hợp theo đánh giá của nhiều người, vì trước đó thì nó đã có một số các cái phiên bản mà độ bản cảnh sát giao thông và được bán với giá là 70 triệu đồng, gồm có cốp chứa đồ ở hai bên, rồi còi hủ, còi ú và một số các cái chi tiết khác. Thì ngày 15 tháng 11 vừa qua, Honda An Thành đã tiến hành bàn giao 100 chiếc Winner cho lực lượng công an Bình Dương nhằm hỗ trợ các cán bộ công an trong công tác bảo vệ an ninh và trật tự trên địa bàn. Và trước đây, công an thường hay sử dụng xe côn tay Yamaha Exciter 135 phục vụ trong công tác, thì ngày nay Winner 150 đã được sử dụng thay thế bởi Winner được đánh giá là đủ mạnh và hội tụ đủ những trang bị cần thiết để phục vụ nhu cầu của lực lượng công an trong thành phố cũng như địa bàn toàn tỉnh Bình Dương. Và đây là một số các cái hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận lại được là bởi cái việc mà bởi Honda An Thành trao 100 chiếc xe này cho công an tỉnh Bình Dương. Thì đây là một cái tín hiệu rất là mừng cho ngành công an. Và tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là Honda Winner hiện nay thì đã rất là nhiều rồi, chứ không còn hiếm như ngày xưa nữa. Và những cái con người nào mà ở Bình Dương nói là không nhìn thấy Honda Winner thì sẽ chuẩn bị mở to cái mắt của mình ra mà nhìn 100 cái chiếc xe được hãng Honda tặng công an tỉnh Bình Dương các bạn nhé. Và ở cái video clip này thì không bàn về cái tính xấu đẹp của cái chiếc xe này nữa. Đó, mà sẽ và chỉ giới thiệu cái việc là Honda tặng 100 chiếc Honda Winner cho công an tỉnh Bình Dương để bắt cướp mà thôi. Rồi, đó là nội dung của cái video clip này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy like cho video, đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những video clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.